Hôm nay chúng ta học cái kinh nữa là kinh Hội Chúng. Hội Chúng. À, cảm ơn, có cái Bali là thấy ngon rồi. Có cái Bali ngon rồi. Mốt rồi, mình bỏ cái Bali vô giùm đi. Để tôi khỏi mở mở hai ba mở hai ba hình mặt đó. Rồi có cái Bali đó. Ở đây thưa với bà con, có cái chuyện thế này là cái bài kinh này nếu mà mình chỉ liếc qua thôi đó thì mình thấy nó thường lắm, nó thường lắm, mình thấy cũng dễ hiểu mà không cần giải thích gì hết. Nhưng mà nó lớn gì như này, bà con thấy chúng ta giàu là ai đi nữa ha? Chúng ta giàu là ai trong cuộc đời này đi nữa, chúng ta giàu cỡ Bill Gates hay là chúng ta là một người vô gia cư, thì chúng ta luôn luôn có mặt một cách vô tình hay cố ý trong một cái đoàn thể nào đó, trong một cái tổ chức nào đó, hoặc thậm chí trong một cái hệ tư tưởng nào đó. Thí dụ như giờ tôi là người homeless, tôi đâu có màng chính trị, tôi đâu có màng ba cái cộng đồng, hiệp hội, tổ chức xã hội. Tôi là homeless, là mỗi ngày là tôi đi lang thang, cái nào tôi xin được tôi xin, cái nào tôi cho được tôi cho đại khái. Tôi đâu có biết cái gì mà đoàn thể tổ chức gì đâu. Nhưng mà thực ra đó, một cách kín đáo và vô tình, tôi luôn luôn và luôn luôn thuộc về một tầng lớp nhẹ, nó là nó rộng đó, thuộc về một cái tầng lớp, một nhóm, một phe, một cánh nào đó trên đường phố, trong xã hội. Nói về xã hội, tôi thuộc về một cái tầng lớp nào đó, và nói trong cái thực tế sinh hoạt ấy, thì tôi một cách kín đáo và vô tình tôi thuộc về những người mà trong cái tầng lớp của tôi. Đây, tôi nhắc lại, đó là những người vô tình đó nha. Còn tất cả còn lại, một cách vô tình hay cố ý, chúng ta đều thuộc về một cái tổ chức, một cái hệ thống, một đoàn thể, một cộng đồng nào đó. Thí dụ như trong room này nè, các vị nói không, tôi ăn cơm nhà tôi ở nhà tôi có vợ, có chồng, có con cái, tôi không liên lạc với ai. Không, các vị luôn luôn thuộc về một về mặt tinh thần ấy, về có nhiều người cả sinh hoạt lẫn tinh thần, còn có người chỉ tinh thần thôi chứ không có sinh hoạt, còn có người là chỉ gọi là cộng hưởng với người khác trong sinh hoạt nhưng mà không có cộng hưởng trong tinh thần, và có nhiều khi chúng ta chỉ cộng hưởng trong tinh thần mà không có cộng hưởng trong sinh hoạt. Có đôi lúc chúng ta cả hai nha, cả hai, và không có trường hợp thứ tư, không có cái chuyện mà không sinh hoạt chung và tinh thần tôi cũng không thuộc về nhóm nào, có đó là sai sai bét. Luôn luôn chúng ta thuộc về một cái tổ chức, một cộng đồng, một phe nhóm, một đảng phái, một hệ tư tưởng, một hệ ý thức nào đó mà mình ngờ nha. Tôi hỏi chuyện câu nhẹ thôi, trong mấy cái mấy bé đánh giày nó nhỏ quá mình mới nói, nhưng mà người lớn nè, cái người mà lang thang vô gia cư móc túi chụp giật trên đường phố, không chỉ cần họ không phải là mất trí, mình hỏi nhẹ họ một câu thôi: thích Mỹ hay thích Trung Quốc? Này, thấy chưa, họ không quan tâm đến chính trị, không, mà không quan tâm thích Mỹ hay thích Trung Quốc, có cảm tình với Chúa hay là với Phật, đấy, có muốn đi nước ngoài hay là muốn tiếp tục là ở lại trong nước, thí dụ như vậy. Họ không hề có ý thức chính trị nha, không hề, họ không biết chính trị là cái gì, nhưng ít ra đó họ luôn luôn thuộc về một cái hệ tư tưởng, một cái hệ nhận thức, một cái hệ ý thức nào đó. Mà tại sao tôi phải đánh một cái vòng lớn như vậy? Tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói thế này: chúng ta không thể nào sống một mình hết, chúng ta luôn luôn thuộc về một cái cộng đồng, một cái hệ tư tưởng, một cái tổ chức, một đoàn thể nào đó. Và cái đoàn thể, cộng đồng, tổ chức ấy đưa ta đi lên hay là đưa ta đi xuống, làm cho ta cười hay là làm cho ta khóc, đó lại là một chuyện khác. Nhưng mà vì sao mà mình lại có mặt trong một cái hệ tư tưởng, trong một cái nhóm người, một cái tổ chức, một cộng đồng làm cho mình khóc, mình đi theo cái nhóm người làm cho mình cười thì dễ hiểu rồi. Nhưng mà tại sao chúng ta lại có mặt trong một cái cộng đồng, một đoàn thể, một bầy đàn mà làm cho mình khóc? Tại sao sáng sáng dân miền Tây ra ruộng nhìn mấy con bu mắt, có người kêu bù nhưng mà tôi nghĩ là con bu thì đúng hơn, mấy con bu mắt cả hàng ngàn con nó bay thành từng bầy, hoặc là kiến mối, không, mình thấy nó cũng di chuyển sinh hoạt trong từng bầy vậy. Mà vì sao vậy? Nó phải có một cái điểm đồng nhất định nào đó.
để mà nó khi mang thân người ấy, thì nó là một cộng đồng nào đó, nó thuộc về một cái tầng lớp nào đó. Khi nó về trời ấy, nó cũng là một cộng đồng, một cái phe nhóm, một đảng phái nào đó. Mà khi mà nó sa đọa đó, thì cái làm cô hồn gác đảng, phiêu phong dã quỷ gì đó, thì nó cũng là một cũng một bầy một đàn. Rồi nó làm kiến, làm mối, làm cá, làm chim, nó cũng bầy đàn. Mà tại sao nó đi với nhau? Vì tụi nó có điểm đồng với nhau. Bây giờ các vị thấy chưa? Tôi nhắc lại hai cái chuyện đầu tiên. Thứ nhất, chúng ta không thể nào một mình giữa vũ trụ này, luôn luôn và luôn luôn, một cách kín đáo hay công khai, một cách hữu ý hay vô tình, chúng ta luôn luôn thuộc về một cái phe nhóm, một tầng lớp, một tổ chức, một cộng đồng, một xã hội nào đó. Đấy, đó là cái chuyện thứ nhất. Thứ hai, cái chuyện mà chúng ta có mặt ở trong một cái tổ chức, một cái cộng đồng nào đó, nó làm cho mình cười hay mình khóc thì là do mình chọn lựa. Nhưng mà chọn lựa không chưa có đủ, chọn lựa và phải có hướng sống và hướng hành động. Chúng ta phải sống như thế nào đó, hành động như thế nào đó để mà chúng ta có thể cộng sinh, cộng hưởng, cộng trú, cộng tác nên với cái cộng đồng đó, với cái tổ chức đó, với cái bầy đàn đó. Đấy, cái gì mà đẩy chúng ta vào trong một cái cộng đồng, một cái bầy đoàn mà làm cho mình khóc, làm cho mình cười, làm cho mình hạnh phúc, làm cho mình đau khổ, làm cho mình đói rách, làm cho mình lầm than, làm cho mình thịnh vượng, sung sướng, ở đâu ra? Do mình. Tôi nhắc lại, mình sẽ sống một mình. Nếu mà kiếp này mình không phải là không chứng thánh, còn tiếp tục luân hồi, thì bắt buộc đời sau kiếp khác chúng ta phải có một cái tổ chức, một cộng đồng, một cái phe nhóm, một bầy đàn đó, để chúng ta góp mặt một cách vô tình hay kín đáo. Và để có mặt cộng sinh và cộng hưởng với những cái bầy đàn, những tổ chức, những cộng đồng, những đoàn thể mà làm cho mình vui ấy, thì ngay tại đây và bây giờ, tại đây và bây giờ chúng ta đã phải bắt đầu chuẩn bị một cái vốn sống, một cái nền tảng sinh thức, tâm thức và ý thức. Này, ba cái: sinh thức, tâm thức và ý thức, nhận thức, là bốn cái: tâm thức, sinh thức, ý thức, nhận thức. Phải chuẩn bị mấy cái này để mà mình có thể trôi về cái bến bờ nào mà làm cho mình cười, mình tấp vào cái tổ chức, cộng đồng, bầy đàn nào mà nó làm cho mình cười ngay bây giờ. Đừng có nói là tôi mình nói vậy rất là ngu. Không có cái chuyện đó. Chúng ta luôn luôn thuộc về chí ít chúng ta cũng thuộc về một xã hội, một đất nước nào đó. Đây, bây giờ các vị tin chưa? Chí ít chúng ta cũng thuộc về một đất nước nào đó. Mặc dù là mình trốn trong núi, mình đào hang, mình cắt lỗ sống đó, nhưng mà tại sao anh ở Nhật mà anh không về Do Thái? Tại sao anh sinh ra ở Pháp mà anh không ở ở Đức? Tại sao anh ở Thụy Sĩ mà anh không ở Luxembourg hay là Monaco? Why? Tại sao? Anh đừng có nói tôi là anh vào trong hang, anh trốn, anh xa lắm đoàn thể, cộng đồng, xã hội. No, anh còn có quốc tịch mà. Anh còn cái quốc tịch mà. Anh còn có cái passport trong người anh mà. Thấy chưa? Anh không thể nào anh trốn được đâu. Cho nên bây giờ anh phải chuẩn bị một cái chốn về gồm có không gian và cộng đồng bầy đàn mà anh sẽ góp mặt ngay bây giờ tại đây. Đấy. Bây giờ chúng ta đánh một vòng để chúng ta thấy bài kinh này ghê thiệt. Bài kinh này ghê thiệt. Cái bài kinh này Ngài dạy cho mình là ngay tại đây và bây giờ con hoàn toàn có thể góp mặt với thánh chúng. Đấy, nếu mà con na ná xem với mấy ông thánh, tại đây và bây giờ con chỉ có thể gọi là cộng trú, cộng sinh, cộng hưởng, cộng tác với cái đám tào lao rùi bu. Nếu mà con có một nền tảng nhận thức, một nền tảng sinh thức, sinh phong, sinh thái mà nó giống như là cái đám rùi bu, thì con chỉ có thể cộng tác, cộng sinh, cộng hưởng mà cộng trú với cái đám đó thôi. Đấy, đừng có nghĩ rằng đó là tôi sống một mình là tôi không có thuộc về ai. Sai, sai bé. Không có. Hồi nãy tôi nói rồi, chí ít chúng ta cũng có cái quốc tịch nào đó. Chúng ta phải thuộc về một đất nước nào đó, một cộng đồng, một chính thể nào đó. Chứ đừng nói là không có. Phải có, bắt buộc phải có. Đó. Chột dáng mà nó còn có cái cộng đồng bầy đàn để mà nó cộng sinh mà. Làm gì mà không có. Không. Thì ở đây Ngài dạy rằng á, cái hội chúng là cái đoàn thể nó có nhiều loại lắm, nhưng mà gom chung là có hai thôi: hướng thượng hoặc là hướng hạ. Hướng thượng hoặc là hướng hạ, tích cực hoặc là tiêu cực.
Đấy. Hướng thượng là nó đi lên. Đấy. Còn hướng hạ là nó đi xuống. Tích cực là nó nhắm đến cái tốt, cái vui, cái lành, cái thiện. Còn tiêu cực là nó nhắm đến cái xấu, cái ác, cái khổ, cái buồn, cái đau, máu lệ. Nhớ không? Đó là tiêu cực. Không ai muốn máu lệ đâu, không ai muốn chát chua cay đắng đâu. Nhưng đa phần chúng sinh do cái tác động của tập khí sinh tử nhiều đời, ai cũng muốn hưởng quả lành hết, nhưng mà nhân lành ai cũng sợ hết, nhân lành nó khó lắm. Quả lành thì ai cũng mê, quả khổ thì ai cũng sợ. Nghe kỹ cái này nha, quả lành thì ai cũng mê, đẹp nè, giỏi nè, giàu nè, khỏe nè, ai cũng mê hết. Không à, nhưng mà nhân lành thì ai cũng ghét, bởi vì nó khó lắm. Không bố thí giữ giới ngồi thiền cung kính phục vụ nghe pháp, cái nó khó làm, khó lắm. Không một là cái tâm mình nó mới sẵn, hai là điều kiện nó mới sẵn, và chưa kể có cái thứ ba mới chua nè, xã hội. Có những cái xã hội mà mình làm thiện nó khó lắm, mình hiền cái này nó đè đầu, nó cởi cổ. Và tôi có kinh nghiệm này, kinh nghiệm bằng vàng, trong chư tăng ấy, trong Phật tử ấy, mà mình khiêm tốn một cách là đeo đầu ngồi Phật tử đó, chư tăng ấy. Tôi nói thẳng luôn, chư tăng luôn. Mình giữ luật thì mình gặp vị lớn hạ mình cung kính, nhưng mà lùi liền. Chứ còn mà mình có vẻ mình chăm sóc là bắt đầu họ đòi tùm lum, mới rót ly trà, đòi ly cà phê, rót ly để đòi ly lá chanh, mà rót cho là pha nước chanh, đòi ly chanh muối, mà chanh muối đồ xí mụi ô mai, nó đòi một đống. Đa phần chúng ta như vậy, đúng không? Bố thí trì giới không phải dễ đâu, đời nó canh nghe nó đập mình coi như sịt máu nha. Nhớ cái đó, hôm nay quý vị thấy tôi nói pháp rất là nặng lời, nhưng mà đó là sự thật nha. Thứ nhất là cái tâm lành mình hiếm, thứ hai là cái điều kiện sức khỏe, điều kiện tài chính, điều kiện thời gian không có, thứ ba là điều kiện khách quan, cuộc đời nó mới cho mình hiền. Mặc dù ai cũng thích người hiền đúng, nhưng mà tin tôi đi, thử đi các vị, thử đi các vị, tìm tôi cái chỗ nào mà để bố thí nè, giữ giới nè, ngồi thiền nè, một cách vui vẻ đó, tìm giùm tôi. Tại Việt Nam 100 triệu dân Việt Nam, tăng ni hàng chục ngàn, chùa cũng hàng chục ngàn, các vị tìm tôi, không phải dễ đâu. Sáp vô chùa đó, cửa thiền thanh tịnh nó tanh còn hơn là ngoài chợ rộng lắm nữa, đấu đá ganh tị đâm thọc chia rẽ ly gián phe phái, bất chấp tam bảo, miệng nói nhân quả, sống như con dồi, cửa thiền không có thanh tịnh. Nhớ ha, là cửa thiền đó. Cho nên chính vì những cái này nó cộng lại, cho nên ai cũng thấy nhân lành nó khó quá trơn, nhân ác thì dễ, ăn nhậu bài bạc, nhảy nhót hưởng thụ sa đà bờ đọa đọa bệ rạc rất là dễ. Lúc nào cũng có 1 tỷ người canh me rủ mình đi hết. Nhưng mà giờ làm thiện thử một tháng coi coi tôi nói đúng không, cầm 1 tỷ trong tay đó, bước vô trong mấy cái chỗ mà từ thiện rồi kể cả chùa miếu, bị gạt là 80%, bị gạt là 80%. Mình cầm 1 tỷ trong tay đó, còn cái thứ mà không có tiền đó là coi như xong, không có tiền là không có đâu mà giờ mặt mình hết. Đó là cái khoản bố thí. Còn giữ giới, anh ở đâu mà anh giữ, anh ở đâu, anh có tiền anh sống hay chưa, anh lo xong nhà anh chưa. Giữ giới nó phải dễ giữ, cái bát quan phải dễ giữ được nha. Năm giới còn khó, rồi nghe pháp anh nghe ở đâu, nghe cái gì, nghe với ai, nghe ở đâu, nghe cái gì, nghe với ai, không phải dễ đâu quý vị, khó lắm, khó lắm. Chính vì vậy cho nên mình cứ chốt lại cái này, phàm phu quả lành ai cũng mê, mà nhân lành ai cũng ghét, quả khổ ai cũng sợ, nhưng mà nhân xấu ai cũng thích. Chính vì lẽ này đời là máu lệ, đừng có trách nha. Rồi. Ở đây trong cái bài kinh Hội Chúng này, Đức Phật này dạy cho mình này, một loạt những cái so sánh, thế nào nào là hội chúng thâm sâu, thế nào là cái hội chúng là nông cạn. Nói gọi chúng là thâm sâu, ở trong đây nói rất rõ. Hội chúng nông cạn là hội chúng gì? Thích nói nhiều hơn là nghe, thích nói hơn làm, thích nói hơn nghe, phóng dật thất niệm không trí. Ở đây các vị thấy nè, Muttasati là thất niệm, Asammacchana là không tuệ, Asamahita là không không có định, Vipanna-citta là tâm gọi là tán loạn, loạn động. Ba cái tinh túy ra là sao? Buông trôi thả nổi sao cả. Chứ chứ ba cái ba ba cái tí nó từ chữ ba cái tí, ba từ chữ ba cái tí có nghĩa là tự nhiên, và ba cái tinh túy ra là buông xuôi, buông xuôi không có kiểm soát. Ở đây tôi không có xài chữ thu túc, nghe nó
nó chùa lắm, mệt được, không? Người mà không nghe pháp thường nghe chữ thu thúc nghe nó mệt, không? Nghe chữ buông xuôi buông thả thì yếu hơn. Có nghĩa là sáu căn buông thả, có nghĩa là sao? Mắt thấy tai nghe chỉ theo đuổi cái mình thích, bất chấp cái đó nên hay không nên, chạy theo cái mình thích và trốn chạy cái mình ghét, thấy không? Bất chấp thiện ác, bất chấp thiện ác, bất chấp nỗi khổ niềm đau của người khác, chỉ biết mình thôi. Sáu căn buông thả đây vậy đó. Thì cái hội chúng như vậy đó là cái hội chúng sa đọa. Ngay hiện tại là họ sống như là cái loài sa đọa, và khi họ chết rồi họ về với cái loài sa đọa thì đương nhiên là thiện bạc. Nhưng mà ngay bây giờ họ sống bằng cái tâm thức của cái loài sa đọa. Thì cái việc tưởng tượng mình có mặt ở trong cái hội chúng đó, buổi đầu thì có thể có một chút đối kháng, sau đó là thỏa hiệp, hòa giải và đồng hóa. Nhớ nhớ, buổi đầu nhiều khi cũng bị sốc sốc, nó cũng có chút đối kháng, tâm thức đối kháng, nhưng mà nó sau đó nó chuyển qua tâm thức hòa giải, tâm thức thỏa hiệp, và cuối cùng là tâm thức đồng hóa. Là cá bè một lứa, một phe luôn, một phe một bầy luôn nha. Thì đừng có trách gì mai này là một bầy ở dưới cống, là một bầy ở trong chuồng trong trại. Là tại vì sao? Vì chúng ta đã từng cộng ngữ, cộng sinh, cộng trú và cộng tác với nhau trong một cái tinh thần hướng hướng hạ, nhớ ha, quan trọng lắm, rất là quan trọng. Và chúng ta phải đồng ý với nhau một điều, tôi nhắc lại ý hồi nãy, chúng ta không thể sống một mình, chúng ta không thể sống một mình. Chư Phật tự ngộ như là chánh đẳng giác, toàn giác, tự ngộ không thầy chỉ dạy, đúng. Nhưng mà các ngài phải cần đến vô số sự hỗ trợ, vô số sự hỗ trợ để mới có thể thực hiện được cái quả, cái lộ trình tự ngộ ấy nha. Cái này phải ghi xuống bằng mực đỏ nha. Chư Phật tự ngộ gồm có chánh đẳng giác và độc giác, không thầy dạy, các ngài tự chứng thánh. Vậy mà các ngài cũng phải cần đến vô số sự hỗ trợ của quần chúng để mà thực hiện hoàn tất cái lộ trình tự ngộ ấy, nói chi là những người còn lại. Đây nhá. Nếu hôm nay mà chúng ta có một kiểu sống không ra gì thì một cách mặc nhiên chúng ta có mặt, chúng ta thuộc về những hội chúng không ra gì, thì mai này chúng ta sẽ về cộng sinh, cộng trú, cộng hưởng với những hội chúng không ra gì, với những bầy đàn không ra gì. Và những bầy đàn đấy nó chỉ có kéo mình xuống. Nếu hôm nay mình sống thiện thì một cách mặc nhiên chúng ta có mặt, chúng ta thuộc về cái hội chúng lành mạnh, hướng thượng và hướng thiện. Thì mai này tác thảo Bồ Tát là tự nhiên cái thiện nghiệp nó đẩy mình vào những cái hội chúng. Mai này gặp mấy vị Tam Tạng rất dễ, gặp những hành giả mà tứ thượng sư rất dễ, gặp những vị chân tăng chân sư rất dễ. Tại vì sao? Vì mình đã có chuẩn bị, mình có một cái nền tảng rồi, nền tảng sinh thức, tâm thức, nhận thức và ý thức có rồi. Chúng ta đương nhiên, mặc nhiên, cố nhiên thuộc về họ, thuộc về họ chúng đó rất dễ. Hôm nay có những người sơ cơ không biết gì hết, bước chân vào đạo gặp ngay chốc minh sư, gặp ngay chốc thiện hữu. Còn có những người mất mấy chục năm thờ một ông thầy, thờ một người bạn không ra gì, mấy chục năm mà cái đầu nó trơ 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 như là gỗ đào vậy đó, cũng mang tiếng là Phật tử, cũng mang tiếng là thờ Phật trên đầu, có hết nhưng mà không được gì hết. Là do cái gì, cái nền tảng tâm thức của mình nó dẫn đến cái hướng sống và hướng hành động. Từ đó nó dẫn đến chuyện mình chọn bạn, chọn thầy, chọn hội chúng, chọn bầy đàn để mà mình cộng sinh, cộng trú, cộng hưởng và cộng tác này. Và từ cái chỗ cộng cộng trú cộng hưởng mà nó sai lầm như vậy đó, nó lại tiếp tục đẩy chúng ta đi sâu vào những cái chuyện gọi là cộng trú sai lầm, càng sai càng lúng, càng lúng càng sai, và càng sai nó càng lúng này. Cho nên cái hội chúng đầu tiên ý, là hội chúng nói nhiều hơn làm, nói nhiều hơn nghe, thất niệm không tuệ không định, nhớ. Và cái hội chúng ngược lại được gọi là hội chúng thâm sâu. Thâm sâu là sao? Trong kinh Đức Phật dạy rất rõ, ở trong Tăng Chi Ba, cái bài kinh này là nằm trong phần Tăng Chi Hai, còn cái phần Tăng Chi Ba ngày dạy thế này này các vị kheo, có những người rất dễ ước lượng, ước lượng nghĩa là đánh giá. Có những người rất khó ước lượng và có những người không thể ước lượng. Đấy. Ở đây thâm sâu là những người gọi là khó ước lượng và không thể ước lượng. Còn nông cạn là những người dễ ước lượng. Ước lượng là sao? Mình nhìn cái kiểu sống bất thiện là mình biết chắc rằng cái người này hiện tại đau khổ, tương lai sa đọa.
xong. Bây giờ họ có đọa làm cái con gì đi nữa cũng là con. Đấy. Con cọp, con mèo, con voi, con gấu hay là con dồi, con kiến, con chuột, con giun gì nữa, mình cứ nhắm nhà hễ mà sống bất thiện thì khổ hiện tại và xa đọa tương lai xong. Dầu nó làm con gì đi nữa, nhưng cái người sống thiện, phàm phu mà sống thiện thì được xếp vào cái loại khó ước lượng là sao? Hôm nay tôi nhìn các vị là một người cư sĩ nghèo sơ sát, không bệnh hoạn, không hảo tướng, thiếu bằng cấp, không học thức, không. Nhưng mà các vị sống bằng tâm lành thì các vị thuộc về cái dạng khó ước lượng, bởi vì không biết rằng các vị đang sống nhiều với thiện pháp nào, và chính cái kiểu thiện pháp mà các vị đang theo đuổi đó nó sẽ đưa các vị về các cái tầng cảnh giới mà tôi không có lường được. Nên nhớ cái tầng tứ thiên vương nó khác cái tầng đau lợi, cái tầng đau lợi nó khác dạ ma, đấu sức, khóa lạc và tha hóa tự tại. Rồi tha hóa tự tại cái tầng dục thiên cao nhất nó lại khác với tầng phạm thiên, mà cái tầng phạm thiên này nó khác biệt với cái tầng phạm thiên trên nữa. Cứ như vậy những khác biệt rất là lớn, chưa hết đâu còn nữa. Những cái khác biệt mà trong cái cảnh giới nhân thiên ấy nó khác biệt dễ sợ lắm. Có những vị đó họ có khả năng chứng thiền chứng thánh, có những vị đó họ có khả năng tu tập ba la mật để trở thành chánh đẳng giác, độc giác, tinh văn, trí thượng, tùm lum hết, đúng không? Còn nói chung là mình thấy đã lọt như cảnh giới nhân thiên là trong đó đủ thành Phật. Nhưng mà nên trong cái đám đọa là mình chỉ phán một chữ thôi, đọa là không còn gì để bàn. Ví dụ một đứa làm giun với đứa làm chuột thì nó khác nhau cái gì? Thì nói về mặt sinh học thì con giun nó khác con chuột, nhưng mà khác cho vui thôi. Chứ nếu mà nói đến diễn luân hồi thì hai đứa nó đều mù mịt giống nhau hết. Cái cơ hội mà trở lại nhân thiên nó giống nhau, nó mù mịt mà, đúng không? Nhưng mà trong cái đám thiện nó khó. Mình không biết trong cái đám thiện này là ai là người có khả năng chứng thiện chứng đạo đời này, ai là người có khả năng chứng thiện chứng đạo đời kế tiếp, ai là người có khả năng chứng thiện chứng đạo ba kiếp nữa, tám kiếp nữa, 10 kiếp nữa, mình khó lường. Và ngay hiện tại họ đang theo đuổi các pháp môn nào, không? Mà đang học cái gì, đang hành cái gì, đang chứng ngộ cái gì, nó đủ thứ trong đó, rất là khó lường. Người thiện ấy, cảnh giới rất là đa dạng, đa dạng về mặt tích cực ấy. Còn cái cảnh giới sơ đọa đó nó đa dạng, mà đang vậy đa dạng về cái mặt tiêu cực, mà đã nó đa dạng về mặt tiêu cực thì không có gì để bàn hết. Nói chung là một chữ thôi, khổ. Thêm chữ nữa tối, một là tối, hai là khổ, không còn cái chữ gì hết. Nhưng mà bên cái đám thiện nó khó khó lường nó lắm. Cho nên đây là lý do tại sao Đức Phật này dạy có ba hạng chúng sinh. Hạng thứ nhất là dễ ước lượng, sống bất thiện là dễ ước lượng lắm. Nhưng mà cái hạng thứ do à, là ví dụ này dễ hiểu nè, nó giống như cái người mà thất học mình dễ ước lượng lắm. Thất học thì nó nhiều thì mình chỉ nói ờ thất học xong, nhưng mà trong đám học, đám trí thức đó, trong đó nó rối lắm. Trong đó có những người đó là giáo viên cấp 1, cấp 2, cấp 3, giảng viên đại học, rồi cái gì nữa. Có những người họ giảng cho sinh viên ngoại quốc chứ không riêng gì sinh viên bản xứ. Rồi có những người họ có những hàng trăm cái báo cáo, công trình báo cáo khoa học cho nước ngoài nó đọc. Có những người đó là họ nắm trong tay, họ vận mệnh kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, quốc phòng của cả một quốc gia hay là khu vực hay là châu lục. Có ghê không? Trong cái đám trí thức ghê ghê, họ nắm trong tay họ vận mệnh của một cái làng xã, ấp, huyện, tỉnh. Họ nắm trong tay họ cái vận mệnh kinh tế của một tỉnh, một khu vực, một vùng, một miền. Vì họ có thể chi phối chính trị, tôn giáo cả một vùng. Thí dụ nói quỵt tẹt luôn, mấy ông sư học giỏi gì thì giỏi, tu hành đắc đạo gì thì đắc, nhưng mà chỉ có một cái ông có tóc ở ngoài đời, ông làm chính trị, ông mà ông leo lên được là ông làm chủ tịch nước, làm tổng bí thư, là coi như là chính ông người quyết định Phật pháp phát triển được hay không. Ghê không? Ghê vậy đó. Hàng trăm vị thuộc lòng tâm tạng, không? Nhưng mà đó, về mặt nổi xã hội, ai ai là người quyết định các vị tâm đạn này được học khóa đầu lỡ đào tạo nói gì, nhưng mà mấy khóa sau có được tiếp tục được đào tạo nữa hay không thì cũng do mấy ông khác chứ. Cho nên phải nói nó là ai trong xã hội này đó, một khi mình đã là lọt vô đám trí thức rồi thì cái tầm hoạt động của đám trí thức rất là đa dạng, phong phú và sức ảnh hưởng vô bờ, khôn lường. Trong cái đám mà mình thất học đó thì mình đơn giản lắm, thất học có nghĩa là dốt hết, nó không có làm gì cho xã hội đâu, yên tâm. Cái người quyết định cái vận mệnh của vũ trụ này là cái đám phước báo, cái đám có trí, đám có tâm lành, tâm thiện. Chứ còn mà cái đám đọa đó không quyết định được gì hết, nhớ không? Rồi
Cho nên cái người mà sống thiện pháp được xem là cái người thâm sâu khó ước lượng. À, đã, nhớ, đã. Nãy giờ tôi cũng nói tới nó luôn để các vị thấy đó, chỗ đó nó quan trọng. Người thiện rồi. Có ba Đức Phật dạy có ba hạng: hạng dễ ước lượng là hạng sống bất thiện, hạng khó ước lượng là cái hạng sống thiện nhưng mà chưa chứng là hạng, cái hạng thứ ba là hạng không thể ước lượng, đó chính là vị A-la-hán. Cái cảnh giới vị A-la-hán, cảnh giới tâm thức là khôn lường vô bờ không đáy, chỉ có A-la-hán mới hiểu nhau thôi, phải không? Đây nhớ, cho nên cái cảnh giới ở đây ngài nói có hai hội chúng nông nổi nông cạn và hội chúng thâm sâu là như vậy đó. Ừ, thâm sâu là khó lường, phải không? Khó lường, họ thiện mà khó lường. Rồi tiếp theo là cái kinh gì đây nè, hội chúng thâm sâu. Rồi hội chúng thâm sâu là hội chúng có niệm, có trí, có định. Ông cho tiếp đoạn nữa đi, không à, cho tiếp đoạn nữa. Ra mình giảng cho hết bài kinh này chứ, cứ kinh mà giảng 8 buổi nhất cái đầu giảng cho nhiều cũng ai học làm gì đâu. Rồi hai hội chúng đây, ở đây là Dwe Ma Phikkhawe Parisa này, các vị theo đây là hai hội chúng tiếp theo. Katama Dwe hai, thế nào là hai? Quắc ga cha Parisa sa mắc ga cha Parisa. Chữ quắc ga để nó nhiều nghĩa lắm. Quắc ga đây đó, nó có nghĩa là chapter, có nghĩa là chương mục trong một cuốn sách. Mà chữ quắc ga đây nó có nghĩa là group, mà nó cũng nghĩa là community. Đấy, nó nghĩa là nhóm, đám, cộng đồng. Đấy. À, nhưng mà nó có nghĩa nữa, nó nghĩa rất là xấu, đó là dissociation, tức là manh mún, rời rạc. Ừ. Như vậy thì ở đây đó, trong chú giải nói rõ luôn, nói rõ luôn cái chữ quát ra đây nó có nghĩa là manh mún, rời rạc. Ừ. Thì có hai hội chúng rời rạc manh mún và hội chúng đoàn kết. À, thế nào là hội chúng manh mún rời rạc? Đó là hội chúng mà không có khả năng đoàn kết. Đoàn kết dầu đó là một đám bất thiện, nghe cho kỹ nha, dầu đó là một đám bất thiện nhưng mà nó phải có những cái tố chất tích cực thì tụi nó mới đoàn kết được. Bất thiện nha, cùng đã cùng rủ nhau đi cướp, cùng rủ nhau đi buôn lậu ma túy, cùng rủ nhau cướp nhà băng, cùng rủ nhau là làm một cái hệ thống xã hội đen. À, nhưng mà nó phải có cái tố chứ, nó có một phần tố chất tích cực thì nó mới đoàn kết được, nói gì là hành thiện, phải không? Mà cái hội chúng mà rời rạc là hội chúng mỗi cá nhân chỉ biết nghĩ tới mình, luôn luôn trong tình trạng đấu đá mâu thuẫn, chia rẽ. Người ta kể rằng ấy, con gì bỏ vô trong xô cũng có thể nhảy ra bò ra, nhưng con cua là không. Đây là một ví dụ, đừng có hiểu lầm 100% nha, người ta chỉ hình ảnh hóa cái vấn đề. Con cua khi mình bỏ vô trong xô rồi, cái con này mà bò lên con kia nó kéo xuống, con này nó bò lên con kia nó kéo xuống. Cái tập tính của con cua là như vậy đó. Con cua tâm lý chúng sinh là như vậy, là kéo nhau xuống. Chúng ta không có muốn ai trên mình, hơn mình, sướng hơn mình, không? Anh phải giống tôi hoặc tệ hơn tôi chứ anh không thể nào hơn tôi, không? Cái bản chất đó là chất, và bản chất cố hữu muôn thở, là vì cái tôi của mình nó lớn quá, nó quan trọng quá. Đấy. Lúc nào cũng đấu đá mâu thuẫn giành giật tương tranh thì mình mới chịu. Và trong kinh Đế Thích Sở Vấn Trường Bộ ấy, vua trời Đế Thích hỏi Thế Tôn: vì đâu mà chúng sanh buông thở cứ đấu đá không đoàn kết nhau? Thì Phật dạy rằng ý, do rất là nhiều thứ trong ngày 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 nói chốt lại đó, thì chỉ có hai thứ việc nào nổi bật này. Mặc dù cái nền là vô minh tham ái và tà kiến đúng, nhưng mà cái nổi, cái mặt nổi là do ganh tị và bủn xỉn. Ganh tị là không muốn người ta được gì, còn bủn xỉn là không muốn mình mất gì. Đó, chỉ vì hai cái ý niệm được và mất như này, sợ người ta được, chỉ muốn mình được mà sợ người ta được, chỉ muốn người ta mất cái gì đó chứ không muốn mình bị mất cái gì đó. Vì mình sợ mất cái gì đó, đó là bủn xỉn. Sợ người ta được cái gì đó là ganh tị. Và người Đức Phật dạy rằng do hai cái này nè, nói phớt qua là thấy không có gì, nhưng mà ngồi ngẫm ngẫm là vì hai ý niệm được và mất, theo đuổi hai cái đó một cách gọi là ráo riết thiết tha, cả đời chỉ có cái được cái mất, sợ mình mất, sợ người ta được, chỉ vì vậy mà đứa nào trèo lên thì cũng phải giết cho bằng được. Giàu thì mình ghét, nghèo mình khinh, thông minh mình giết, luôn luôn đó là cái slogan, cái tiêu chí sống và hành động. Giàu giàu ghét, nghèo khinh, thông minh ghét, thông minh mình giết, cứ như vậy họ sống sao nổi, không? Cứ như vậy.
Cho nên cái hội chúng này được gọi là cái hội chúng manh mún, hội chúng rời rạc, hội chúng này không làm được việc gì hết. Kể cả hội chúng này có cái ý hướng thượng muốn cùng nhau hành thiện, cùng nhau là xây dựng cái gì đó hay ho tốt đẹp thì cũng không được. Chỉ cần cái ý ý thức chia rẽ nó còn đó thì đừng hòng mà làm được cái gì, kể cả chuyện tốt, kể cả chuyện tốt mà hãy còn cái đó là khá nâu. Nó trèo lên là mình diệt liền. Rồi còn họ chúng đoàn kết là sao? Họ chúng đoàn kết là họ chúng biết lắng nghe, họ chúng biết chia sẻ, sống chánh niệm là quay về với mình, nhưng mà sống yêu thương là phải biết mình, phải biết quên mình để nghĩ về người khác. Nhớ nha, giặt áo lên xong cái này, đạo Phật sống bằng niệm bằng tuệ là phải quên hết mọi thứ, quay về với mình. Nhưng mà sống bằng từ bi là phải quên mình đi mà phải dành hết cho người khác. Có lúc vậy, có lúc phải quên mình đi phải sống cho người khác, phải nghĩ người khác, và có lúc phải quên người khác để quay về với chính mình. Một cuộc sống như vậy được gọi là viên dung, viên dung. Quên mình không phải là dễ vui, mà quên mình là vì lúc đó là vì đang lo cho người khác. Mà khi quên người khác không phải là ích kỷ, mà bởi vì lúc đó phải quay về củng cố bản thân. Nhớ nha, cái này phải xâm lên cái này. Cái chữ quên mình nó đồng đạo nó hay vậy đó. Quên mình đâu phải là thất niệm, mà quên mình về lúc này tôi bằng yêu thương. Mà khi tôi tập trung tôi lo cho người khác không phải là tôi quên tôi, mà về lúc tôi bằng yêu thương. Và khi tôi quên người khác không phải là tôi ích kỷ, mà bởi vì tôi đang quay về tôi củng cố cái bản thân để mà chuẩn bị nền tảng tiếp tục yêu thương nữa. Đại nhớ cái đó sâu, phải sống một ý thức như vậy đó thì mình mới được nằm trong cái nhóm hội chúng đoàn kết. Mà quý vị hỏi tôi có mặt trong đó có gì quan trọng gì? Quan trọng chứ, có mặt trong hội chúng đoàn kết thì mấy đứa thiện nó mới đẩy mình. Một người không cần một bàn một tay, một ngón út, ngón yếu nhất, một rừng người mà mỗi em cho mình mượn một ngón út thôi thì mình lên tới trời, nó đẩy mình lên tới trời nha, yeah. Đẩy lên tới trời. Còn mình sống trong hội chúng dễ rẻ, mỗi đứa nó cho mình mượn một ngón út thôi là đẩy mình xuống tới 18 tầng địa ngục. Nhớ ha, nhớ cái đó quan trọng lắm, phải không? Cho nên đừng có thấy cái bài kinh này tôi liếc rồi tôi hiểu liền. No, không có đâu, nó sầu ghê lắm. Anh muốn có mặt trong cái đời sau kiếp khác như thế nào thì anh phải chuẩn bị cái nền tảng tương ứng với cái cộng đồng bầy đàn mà anh muốn. Này, anh muốn có mặt trên cái đất nước đó, anh muốn có mặt trong cái cộng đồng đó, anh cũng muốn chơi được với người bạn đó, anh muốn gặp được người thầy đó, anh phải có một nền tảng như thế nào đó. Bây giờ tôi xin mượn tôi trước đi. Tôi không đáng gọi là thằng thầy, thằng bạn gì hết, tôi chỉ kêu là tôi, cái thằng tôi. Có rất là nhiều người mà khi chia tay rồi tôi họ quay lưng rồi tôi quỳ sập xuống, tôi khẳng đời này kiếp này xin đừng bao giờ gặp nữa, cho đến ngày nào tôi thành Phật chuyển thông đừng gặp nữa. Có và có những người họ quay lưng đi, nước mắt lưng tròng mong ngày tại ngộ, ghê có. Mà có những người họ quay lưng đi một cái là tôi quỳ sập xuống lưng họ liền, mong đừng gặp lại nữa. Dù đi đâu thì đi nhưng mà mong đừng bao giờ gặp lại dù được. Có thì mai là tôi đó. Nếu mà một vị người khác, những vị hiền thánh khác mà mình đến mà làm cho họ ngán mình, bao nhiêu hiền thánh thì ai họ cũng thương hết, nhưng mà mình phải nói thiệt là có những người mình ở họ ở gần mà làm cho ngài sẽ là Phật cảm thấy thoải mái, và có những người ở gần mà làm cho ngài sẽ là Phật không thoải mái. Có cái đó có, chứ ngài không có sai, ngài sẽ Phật không sai, ngài Phật là luôn yêu thương đúng. Nhưng mà mình cà chớn thì mình cũng làm cho ngài mệt mỏi lắm, phải không? Mình mà cà chớn làm cho ngài mệt mỏi lắm, phải không? Mệt mỏi. Cho nên ý, muốn gọi là dễ dàng cảm minh sự hiện hữu, mình phải có một nền tảng như thế nào. Nền tảng là cái gì? Bố thí, niềm tin, không? Trí tuệ, đó là những cái nền tảng. Bố thí, giới hạnh, niềm tin và trí tuệ, đây là bốn cái mà mình có thể cộng trú nhau đời đời kiếp khác, đời này mà đời khác. Đó là tối thiểu, đó là nói gọn đó. Sẵn đây tôi nói luôn, nhiều khi các vị thấy trong kinh kể làm như thiếu thiếu nhưng mà không có thiểu đâu. Ví dụ như ở đây trong tăng chi 4, ngày dạy 4 cái này, ngày đây là 4 cái điều kiện để mình tái ngộ một cách vui vẻ trong kiếp sau. Đấy, dù đó là vợ chồng, bạn bè, cha mẹ, con cái, khỉ bóc gì đó, nhưng mà muốn tái ngộ một cách vui vẻ trong một cái không gian toàn màu hồng lấp lánh lung linh, thơm ngát và mát lạnh, thì chúng ta phải có chí ít là 4 cái này: bố thí, trì giới, niềm tin và trí tuệ, đúng không? Mình nghe một cái sao không kể cái khác, no, yên tâm, có thiếu đâu, Phật mà sao thiếu được.
anh muốn bố thí đó, thì anh cũng phải có bao nhiêu là cái thiện pháp. Nói thì Abhidhamma anh phải có đủ hàm lòng anh mới bố thí được. Anh muốn trì giới phải không, trì giới ngon lành đúng không, anh cũng phải có hàm lòng tâm sở tích cực anh mới làm bố thí, mới là trì giới được. Là niềm tin, niềm tin đây mới là cuồng tín mù quáng, mà tin đây là chánh tín ý. Mình chỉ nghe cái chữ chánh là mình thấy nó có cái mùi của trí tuệ rồi, thấy cái lấp lánh lung linh rồi của trí tuệ lúc đó, chánh tín đấy. Và cuối cùng là trí tuệ, trí ở đây là phải là hai thứ trí, một là trí nhân quả, hai là trí tâm tư. Trí nhân quả là thấy được rằng không có cái gì là vô nghiệm, nói làm là tư duy cái gì lớn bé đều để lại một cái hậu quả nhất định, đó là trí nhân quả. Còn trí tam tướng là biết rằng mọi thứ đều do các duyên mà có và đã có rồi phải có lúc mất đi. Đấy. Thì mình có được bốn cái này. Đấy. Bố thí, trì giới, niềm tin và trí tuệ. Thì mình mới có thể cộng trú nhau đời sau kiếp khác. Mà phải, nó phải tương đồng. Còn không nó gặp lại mình gặp kiểu trái ngang, nó kiểu trương chi bị nương, gặp đau lắm. Không? Gặp cái kiểu đau lắm. Nó là cái kiểu nắm tay nó là kiểu mà đũa móc chọc mông son. Này. Khó lắm. Không khó, hoặc như Việt Nam mình có một câu là nhiều khi mình chỉ đủ sức mình tha nhau đến giường chứ không có thương nhau đến già, là vậy đó. Tức là mình chỉ thương nhau ở một cái chừng mực nào đó thôi, thì có thể tha nhau đến giường nhưng không có thương nhau đến già, là tại đó. Và nếu mà đồng sàng dị mộng thì khó mà an lạc đó. Khó đó. Nhớ không? Nhớ. Cho nên là cái hội chúng mà hội chúng đoàn kết là hội chúng là đây không phải là, nó không phải là sáp vô là hay đâu, nhưng mà thứ nhất mình thấy này, đoàn kết hay chia rẽ, nhưng mà đoàn kết để làm cái gì? Đoàn kết để cùng đi lên, cùng đi ra, tốt. Đoàn kết để cùng đi xuống, đi vào, quẩn quanh, là mệt. Nhớ ha. Cho nên cái đây có hai hội chúng tiếp theo, đó là hội chúng. Hội chúng đoàn kết và hội chúng manh mún. Rồi cho tôi xin tiếp một đoạn nữa. Đây. Cái hội chúng gọi là Anakkavatiprisa. Một cái hội chúng là tối thắng và một hội chúng hạ liệt. Cái hội chúng tối thắng ở trong này nói rất rõ là cái hội chúng mà không có bỏ, không có buông rơi, không có bỏ rơi cái trách nhiệm tu học, cố gắng đạt được những gì chưa đạt, thành tựu những gì chưa thành tựu, và những gì có rồi phải được phát triển thêm về mặt tu học. Thì hội chúng là hội chúng tối thượng. Đây, chúng tôi thường kinh kể, cái là chánh tạng kể thời Phật Ca Diếp có một cái ông cư sĩ đó. Thôi bây giờ phải kể chuyện hiện tại trước đi. Có lần Đức Thế Tôn ngài cùng với ngài A Nan và Chư Tăng đi ngang một cánh rừng, đến một chỗ đó Đức Thế Tôn nên mỉm cười, và Đức Thế Tôn không bao giờ cười vô cớ, cười vui vui ngẫu nhiên như mình không có chánh đẳng giác. Cười một phát là chấn động vũ trụ đó. Mỉm cười không thấy răng ấy. Thì Ngài Nan mới là bạch Phật, vì sao Thế Tôn thấy cái duyên sự gì đặc biệt mà Thế Tôn mỉm cười? Thế Phật ngài dạy rằng nè, Ngài Nan biết ngay cái chỗ này nè, chỗ Như Lai, A Nan và 500 tỷ kheo đang đứng này nè, chính ngay tại chỗ này ngày xưa có một ông cư sĩ, ông dẫn đầu 500 anh em bạn đạo ấy, tu học. Bản thân ông giữ giới, giữ ngũ giới, bố thí, nghe pháp, ngồi thiền. Và 500 người bạn ông cũng y chang như vậy. Một ngày kia ông suy nghĩ rằng mình cầm đầu mà mình y chang nghe cầm gì. Không? Ông mới bèn nâng cấp lên, ông mới thọ bát quan. Thì cái đám bạn cũng bắt trước ông. Rồi ông đi tu thiền chỉ, thiền quán, đám bạn cũng bắt trước ông. Cuối cùng là ông cứ từng bước và sau cùng ông chứng la, và cái đám bạn cũng chứng la như ông. Có nghĩa là ông cứ nghĩ rằng mình dẫn đầu mà mình kém hơn họ là không được. Đấy. Cứ vậy đó. Mà ông cứ leo từ từ đó là họ chúng tụ tập. Mà đến cả Đức Thế Tôn chánh đẳng giác mà ngài phải mỉm cười hoan hỷ. Mặc dù là cái chuyện đã xảy ra ở đời Phật quá khứ lâu lắm rồi nha, lâu lắm rồi. Thì cái hội chúng thù thắng là một hội chúng mà Nikkhetatura là không bỏ rơi cái gánh nặng trách nhiệm. Nó sẽ chỉ gánh nặng tại vì sát kịp Bali, đúng là cái trách nhiệm cứ là luôn luôn canh cánh và đau đáu nghĩ đến cái chuyện phải làm cho cuộc đời sống tu học. Đấy. Còn đa phần Phật tử mình bây giờ không có được sắc tấn, không được khích lệ cái đó,
cứ bị xúi bố thí không à. Còn về mặt tinh thần thì kệ nó, mặc sát là kệ cha, à, mặc sát là kệ cha. Chứ đúng ra đó chúng ta phải được thường xuyên được khích lệ, à, nên học giáo lý căn bản, nên có những khóa thiền thực tập, đấy, thực tập. Và tôi nói rất là nhiều lần, đấy, nói rất là nhiều lần, cái tu tập tứ niệm xứ buổi đầu nó là cái công phu mà mình phải nỗ lực. Ngày nào mà mình còn thấy nó là cái công phu phải nỗ lực là chưa khá, mà phải đến một lúc mình thấy nó là cái nếp sống không thiếu được. Mình thấy rằng cái đời sống chánh niệm ấy nó là một cái sự an lạc, một sự hưởng thụ, một cái đặc quyền đặc lợi của cái người biết chánh pháp. Mình thấy rằng mỗi lần có cái dịp mình ngồi lại mình theo dõi hơi thở, thở một cách chánh niệm ấy, mình thấy đó là giây phút an lạc, an lành và an toàn. Đấy. Thì lúc đó là khác. Không phải họ chưa tới đâu, chưa tới đến đâu, nhưng mà vậy là mới đúng đó, mới đúng là khá đó. Mới đáng nhận cái chuyện khác. Còn mà còn thấy cái chuyện tu học giáo lý hay là tứ niệm xứ mà nó là cái công phu cần phải cố gắng, chưa, chưa. Và phải đến cảnh giới là giống như cái người ta chơi bonsai. À, tôi biết có nhiều người ở Việt Nam không có nghề, không có chuyên nghiệp gì hết, cứ thấy ai làm nghề vậy thì bắt chước. Mà cái nghề mà gần như không vốn đó là đi lang thang vô mấy cái bờ mương, ao hoang, mã lạng, kiếm cái gốc cây nào ngộ ngộ, bứng đạo đem về. Nhưng chỉnh sửa cắt tỉa cho vô chậu, rồi cái chờ Tết tới bố bán, uống sữa rồi chút đỉnh ha, để chờ Tết ra bán. Đó. Nhưng mà chưa, chưa khá, bây giờ nó chưa, chưa khá. Phải cái gì mới khá. Có một ngày mà cần tiền, mà muốn bán đi cái chậu, lòng nó đau. Lúc bây giờ đã yêu nó rồi, yêu nó rồi. Buổi đầu là tỉa cây á, là vì đồng tiền, lúc nào cũng thấy hình Bác Hồ treo tòng đen màu xanh xanh bulimer hết là chưa khác. Mà phải có một lúc nào đó chờ nó tan mưa, tạnh mưa hết nắng để mà ra sân uống, uống đúng không? Uống uống kẽm rồi cắt kẽm không, thêm đất bớt đất thì vô phân túi nước ngắm nghía không, bỏ vợ bỏ con bỏ hết bạn bè ăn rồi cái chìm sâu vô từng cái nhánh, từng cái gốc, từng cái khe, từng cái hốc vậy. Thì cái lúc đó nắng gió mưa sương chỉ là chuyện nhỏ, cái lớn là ngồi được nhìn vào cái cây mà mình tỉa, cái thành quả mà mình gọi là cực lực này, máu lệ với nó đấy, đúng nó mới khác. Chứ còn buổi đầu là vì không vốn, không kiến thức mà ráng mặc chữ bạn bè đi bứng đi đào mấy cái gốc tàu lào về bán đổ bán tháo, và mấy dịp Tết giá nào cũng bán đó, thì nó chưa, chưa, chưa. Phải đến cái lúc mà bán cây nào là lòng đau cây này như là bạn con vậy, như là bạn con vậy. Ở trong cái làng chơi đồ cổ nhiều tay giống như vậy này. Buổi đầu thì cũng mua đi bán lại, mà có lúc mà nó máu quá, cái từ Việt Nam là máu, chơi mà nó máu quá, máu quá. Mỗi lần mà phải tiễn một đứa đi lòng đau như cắt, đồ đó đồ là ký kiểu nội phủ, cái chén mai hạt đời của Mạc Đỉnh Chi, đời Nguyễn Du đi cống sứ bằng tàu đem về, mà một cặp đó nó quý cực phẩm, mà bây giờ đem đi bán lòng đau lắm, mà đang cần tiền mổ con vợ đẻ thì phải mổ phải bán mà lòng đau lắm. Đấy. Thì cái tứ niệm xứ trang vậy, buổi đầu là vì mình sợ sinh tử mình tu, nhưng mà có đến một lúc nào đó mình không thể sống khác được, nếu sống chánh niệm thì lúc nó mới khá được. Đấy, để cái hội chúng nào mà gồm toàn những thành viên như vậy đó thì được hội chúng được gọi là hội chúng tối thượng. Còn cái hội chúng mà gọi là tới đâu hay tới đó, khi nào nằm ngáp ngáp mới hay. Mà tôi nhắc lại lần nữa, kinh hoàng lắm, kinh hoàng lắm. Ở nước ngoài mà bị bệnh rồi còn thuốc giảm đau này nọ, rồi còn của cái chế độ bảo hiểm, chứ mấy cái nước khó, nước nghèo á, cái chỗ nằm nó nực á, mùa hè nó nực, quạt máy không đủ mát, rồi tâm rồi khai, rồi ăn thì khả năng hạn chế, rồi bệnh hoạn, lúc đó mình nhớ giá mà đó giờ mình biết tu tứ niệm xứ giờ mình êm quá rồi không, còn nói giờ đâu biết tu hành niềm tin Phật pháp thì hời hợt không, sơ sơ xài không, đi theo tà sư ác hữu đâu có được học hành giáo lý gì đâu không, lại nó hốt cho mấy thằng ô học chi tu chi vậy đó. Thì hồi mình đang trẻ, đang khỏe, đang giàu, đang đẹp thì nghe đó cái hay quá. Nhưng mà tới hồi mà nó hết giàu, hết đẹp, hết khỏe, hết trẻ rồi đó. Lúc mà quạnh yêu một mình, bệnh hoạn đau nhức, giàu ra một mình đó.
lúc đó mới biết, mới biết thì lúc đó là xong rồi nhé. Cho nên cái hội chúng thì có hai, ngày nó muốn ok phải theo cái hội chúng nào là vậy đó. Rồi tiếp theo cho xin nghe cái đoạn khác đi ông Cương, ông Kiên, cho xin cái đoạn khác đi. Đây. Cái hội chúng, hội chúng thánh nhân và hội chúng là phàm phu, Anariya là phàm phu. Cái hội chúng thánh nhân, các vị nhớ, hội chúng thánh nhân này là những cái hội chúng mà quan tâm đến cái trí tuệ giác ngộ, cái đi chùa làm phước bố thí cúng dường một và tệ đó thì bố thí để mong cho người ta biết mình là ai, không? Rồi ngồi thiền học giáo lý để mà giỏi hơn người ta, cải thắng người ta, không? Từ bố thí trì giới rồi ngồi thiền học đạo cái nào rồi khá hơn chút thì tham dự mấy khóa thiền nhưng mà trong lòng chớ hề nhớ cái giáo lý tứ đế. Giáo lý tứ đế là gom hết, luôn luôn nhớ rằng mọi thứ là khổ, luôn luôn nhớ rằng thích cái gì cũng là thích trong khổ và đầu tư khổ, muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa. Ba nhận thức này, sống bằng ba nhận thức này chính là con đường thoát khổ. Không chứng thánh được, chưa chứng thánh được thì chí ít mỗi ngày phải thường nhớ như vậy đó, sống bằng cái trí tuệ bóng đế. Thì dầu không có dự hàng thánh nhân nhưng mình cũng thuộc về, thuộc về, không có dự hàng nhưng có cái thuộc về, thuộc về cái hội chúng thánh nhân. Đó. Còn cái này chỉ biết đi chùa cầu danh cầu lợi hoặc là cầu phúc cầu lộc, bốn cái cầu đó, cầu danh cầu lợi cầu phúc cầu lộc thì chưa đủ cái tư cách mà dự hàng thánh chúng, thuộc về cái thánh chúng, chưa, chưa, chưa đâu, phải không? Trong kinh Phật dạy này, các tỳ kheo, một nhà vua có ba cái nơi chỗ mà phải nhớ hoài một đời, suốt đời nhớ hoài. Chỗ thứ nhất là chỗ mình sinh ra. Ông vua nào phải nhớ chỗ mình sinh ra, sinh ra ở đâu. Mà có nhiều ông sinh ra trong hoàng cung, có nhiều ông sinh ra trong cái chốn dân dạ đói nghèo. Và sinh ra trên cái đường mà viễn chinh của phụ vương, trên bước đường lưu lạc của mẫu hậu, có. Có. Chứ không phải ông vua nào cũng được đẻ trong cái bồn bằng vàng, có rồi nha, có nha, có. Cho nên là cái chuyện đầu tiên là ông vua mới nhớ mình sanh ra đâu. Thứ hai, cái điểm thứ hai mà ông vua không bao giờ quên được đó là cái chỗ mà mình lên ngôi. Lên ngôi ngay hoàng cung là không có gì, còn đằng này có khi mình lên ngôi, mình lên ngôi là giữa rừng kiểu giống như là Lê Lợi gì đó, Quang Trung người ta làm có hoàng cung. Lúc mà ông được người ta gọi là hoàng đế, giữa khi giữa rừng giữa núi mênh mông, chỗ đó rất là quan trọng. Không? Chỗ mình sinh ra, chỗ mình đăng quang lên ngôi. Nhiều khi đăng quang chỉ có một cái gì, chỉ một thanh kiếm lệnh mà xét rẹt lệnh ở ngoài dân gian được, có hai ba thằng cha mặc áo lụng thụm làm đại thần là quỳ xuống dân, là cả một đám ba quân là hoàng thượng dạng tế, dạng dạng tế là lễ đăng quang coi như là xong. Nhưng mà cái chỗ đó nó linh lắm, giống như lễ thụ phong linh mục, chỗ thọ đại giới của tỳ kheo vậy đó, ghê đó. Cho nên ông vua là phải có ba chỗ để nhớ, một là cái chỗ mình sinh ra, chỗ đăng quang, và thứ hai là chỗ mình thắng trận, à chỗ mình thắng trận. Lúc mình ra quân mình đánh ngã đối phương, đánh thắng đối phương chỗ nào, phải không? Đó là ba chỗ. Và Đức Phật dạy vị tỳ kheo cũng có ba chỗ mà suốt đời không quên được. Thứ nhất là chỗ mình xuất gia, thứ hai là chỗ mình lần đầu tiên chứng sơ quả hiểu bốn đế là gì, và cái thứ tư là nhớ chỗ mình chứng la hán. Tại sao ngài tắt, tại sao ngài tắt cái vụ sơ quả ra? Là bởi vì có rất nhiều vị cả đời chưa chứng đạt, nhưng mà chỉ cần họ hiểu được bốn đế, hiểu cái kiểu cái trình độ tu đồ quần, hoặc chí ít nếu mình không phải tu đồ quần thì lần đầu tiên mình hiểu được bốn đế là cái gì và tại sao cái giáo lý bốn đế nó quan trọng như vậy đó, nó ảnh hưởng gì trong nhận thức, trong đời sống, trong cuộc tử sinh của mình. Cái nhận thức về bốn đế, cái đó rất quan trọng. Mà Phật tử Việt Nam có bao nhiêu người chịu đồng ý cái đoạn kinh này, thấy có gì đâu. Tôi nghe đâu thấy cũng, tôi hiểu mà, thấy quay là bình thường xong, không? Đây, cho nên cái hội chúng mà là sống và hành động trên cái là nhận thức bổn đề, hội chúng đó được gọi là hội chúng thánh nhân. Còn hành chúng là hội, cái hội chúng mà lơ là coi thường cái giáo lý tứ đế đó là hội chúng phàm phu, yeah, hội chúng phàm phu. Tất cả chúng ta giàu tăng tục nam nữ, tu học thế nào, hành trì thế nào, đời sống ra sao thì phải luôn luôn sống ở trong cái nhận thức của Bụt đề, nhớ rằng mọi thứ là khổ, nó quan trọng lắm. Thứ nhất là đối với cái buồn đau máu lệ, khi mình nhớ mọi thứ là khổ thì mình sẽ bất khổ. Còn đối với cái nào ngọt ngào ngon lành thì khi mình nhớ là mọi thứ là khổ thì mình không ôm chặt nữa. Nhớ nha, cái này nhớ nha.
cái nhận thức đầu tiên ấy, nhận thức đầu tiên khi mình nhớ được mọi thứ là khổ ấy, thì những cái máu lệ nó làm cho, nó không có làm cho mình gọi là đau khổ nhiều như trước đây. Còn đối với những cái ngọt ngào á thì nó cũng không làm cho mình mình đắm đuối đê mê như trước đây, bởi vì mọi thứ là khổ mà. Và nó bồi thêm cái thứ hai nữa, bất cứ anh thích cái gì cũng là thích trong khổ, dù cái anh đam mê trong bài bạc nhậu nhẹt trai gái săn bắn câu cá, hay là anh đam mê nói chuyện học tập tam tạng tu tập tứ niệm xứ rồi đắc thiền thần thông, rồi anh vô chùa miếu đạo tràng đệ tử, anh có 800 ngôi chùa, rồi anh hoằng pháp toàn cầu như ý, lặp 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 lại, miễn là anh còn thích trong cái gì đó là đó đều là thích trong khổ. Và cái thứ ba là muốn hết khổ thì đừng có thích trong cái gì nữa. Chuyện thiện này phải làm, chuyện ác phải tránh, nhưng mà phải nhớ đó là uống thuốc, đó là ăn kiêng, chứ không có gì để mà thích trong đó hết. Rồi và cái cuối cùng, ba cái nhận thức trên cộng lại nó trở thành nền tảng sinh phong sinh thức, nó trở thành nền tảng sống và hành động của mình, thì lúc bây giờ nó chính là con đường giải thoát. Ở đây tôi không hề nhắc tới chữ bát chánh đạo, bởi vì bát chánh đạo chính là cái hành trình sống bằng ba cái nhận thức vừa kể. Đấy, các vị nào không tin thì về mở kinh ra câu tôi mệt rồi nha, không giải thích nữa. Cho tôi đoạn tiếp theo, cho tôi đoạn tiếp theo. Đây, cái này là hội chúng. Này có hai cái hội, hai cái loại hội chúng, cái loại gọi là hai cái loại bầy đàn đó, một cái bầy đàn là Parisa Sato, có nghĩa là cái hội chúng rác rưởi cặn bã. Và cái hội chúng thứ hai gọi là Parisa Mano, là hội chúng tinh hoa, gọi là cốt tủy. Tinh hoa cốt tủy, các vị không biết có biết không, ở bên trong cái giới mà giới lặng ngọc ấy, cái giới mà lặng ngọc, thì cái dân mà dân buôn ngọc ở biên giới Miến Tàu ấy, biên giới Miến Tàu ấy, cái vùng mà khai thác ruby rồi chế cẩm thạch, nó có một cái từ nó kêu là đổ thạch, đổ thạch, đổ là bài bạc ấy, đổ bát ấy. Đổ thạch, thạch là đá. Cái thuật ngữ này nó áp chỉ cho cái chuyện gì, có nghĩa là mỗi lần mà người ta đào lên được mấy cái viên đá nó có cái dạng nó hơi ngọn ngọn nghi là có ngọc rồi, thì nguyên một cái đám thương lái tới nó đứng trước cả trăm viên, 20-30 viên vậy, nó đứng nó dò, nó đem hết kiến thức kinh nghiệm mà rồi linh cảm rồi ha, giác quan thứ sáu chủ nhật thì nó đem hết, bắt đầu nó lựa, nó lựa xong rồi nó mới chốt lại là bây giờ nó chọn cái viên nào, nó trả giá phải cao rồi nha, tại vì bây giờ mình giả định mà, mình giả định trong đó có ngọc chứ nó họ đâu có bán mà cái giá đá thường, thì mình mua cái đó giống như đánh bài, nó kêu là đổ thạch, mình chọn cái viên đó, nguyên đám tôi lấy viên A, ông kia lấy viên B, C, F, N, mỗi đứa lấy một viên, mình chọn cái một được, chọn xong bắt đầu mới là đem ra cho ông chủ cắt, mà có những cái viên mà cắt ra cái lõi của nó, có nhiều cái viên cái vỏ nó mỏng, nguyên một cái lõi cẩm thạch, nguyên lõi ruby ngon ngon lành, thì coi như là một đêm là thành vua, làm vua. Còn có nhiều tay mà phun nước, lưỡi phun nước cho lưỡi cưa đi vô đi vô đi hoài không thấy gì, nhìn cái bọt cái nước mà nó trào ra người ta nó đoán đó là lõi của nó là cái gì, nó đổ thạch, đó là đá không có lõi, lõi o vô vô ngã, đá không có lõi, đá không ngọc này. Còn có những cái người họ sao như là đá có ngọc là sao, nhìn ngoài nó bình thường mà bên trong có nội hàm, có nội dung đấy, có nội hàm, có cái để mình học, có cái để mình thấy, có cái để mình nghe, có cái để mình nhìn. Còn có những người nó đã quớt, nó giống như cục đá xanh vậy đấy, nhưng mà nó ong này. Thì ở đây cái một cái đám đông, cái đám đông, cái đám đông mà không có gì để gọi là gọi là không có lõi ngọc bên trong đó, không có lõi ngọc được, gọi chúng gọi là Parisa Kasato là gì đó. Cái hội chúng, cái Kasato là gọi chúng rác rưởi cặn bã, hội chúng không có cốt lõi. Còn cái hội chúng thứ hai là Parisa Mando, Parisa Mando là hội chúng có cốt lõi. Thì tôi kể bà con nghe cái chuyện mà đổ thạch đó. Vậy đó, đổ thạch này, theo một ông sư y giáo trang nghiêm ăn nói từ tốn theo đuổi cả đời, cuối cùng chỉ là một viên đá, đá xanh có gì hết. Đem cưa đi cắt làm tám có gì đó quớt. Rồi bạn bè cũng vậy, thấy rủ đi làm phước là đi theo rần rần cả đám chùm Bát Nhã, Bát Nhã đâu thấy, thấy toàn Bát Nháo không. Rồi cái cuối cùng cái là mấy chục năm theo nhau chẳng được thì bóc vậy, cái đó là cặn bã, là rác rưởi rỗng tuếch. Còn cái hội chúng tinh hoa là hội chúng coi như là có nội hàm rồi. Nhưng mà cái phần tiếp theo này mới ghê nè, thế nào là hội chúng rác rưởi?
Chúng rắc rối là hạnh chủ hội chúng có bốn hướng hành động thiên vị. Đây là cái chỗ dịch sai. Tôi xin cúi đầu trước các vị tiền bối. Tôi không biết đây bản dịch của ai nha. Tôi nhắc lại một cách cẩn trọng, có cân nhắc. Cẩn trọng, có cân nhắc. Không biết bản dịch được của ai, bởi vì tên để vào tỉnh Minh Châu. Nhưng mà tôi nghi rằng cái ban biên tập đời sau có thể hồi xưa, tôi không biết của ai. Thì ở đây nó là bản tiếng Việt là cái gì ta? Bản tiếng Việt khổ ghê, nó phải bảo vô nó khổ quá. Bản tiếng Việt là cái gì? Bản tiếng Việt đây, bản tiếng Việt là hội cái hội chúng nào này, cái tỳ kheo là đi đến con đường dục, không? Đi đến con đường dục, đi đến con đường sân, đi đến con đường si, đi đến con đường sợ hãi. Trời quốc, cái tranh đa cái tí đây có nghĩa là thiên vị vì thương thích, vì cảm tình, hành động vì thương, hành động theo cái thúc đẩy của cái thương thích, cảm tình, quý mến, phải không? Cái hướng hành động thứ hai đó gọi là đô sa cập tí, có nghĩa là hành động theo cái tác động của cái lòng sân giận, bực bội, cái đó gọi là thiên vị đó. Cái đầu tiên là thiên vị vì thương thích, cái thứ hai là thiên vị vì ghét sợ, vì ghét bỏ. Cái thứ ba đó là thiên vị vì ngu dốt. Thiên vị là nãy tôi nói đó, tức là lẽ ra mình hành động theo cái lẽ phải trên nguyên tắc, không? Đằng này là mình hành động theo cái thương thích ghét sợ. Cái đầu hướng đầu tiên đó là hành động theo cái hướng thương thích là sao? Lẽ ra cái chuyện đó các vị không nên làm, nhưng mà vì tôi thương cho nên tôi xí xóa. Được mà, được, không sao hết. Hoặc là cái đó phải chia đều cho mọi người, nhưng để tôi thương quý vị cho nên tôi cho quý vị nhiều hơn chút. Hoặc là ai không ai được cái đó, nhưng mà riêng quý vị được cái đó. Không ai được, nhưng riêng quý vị được. Ai cũng ít, quý vị được nhiều. Ai cũng giỏm, quý vị được tôi chọn cái phần tốt, đúng không? Thì đó được gọi là hành động thương vị vì thương, vì thích. Cái thứ hai là hành động vì ghét bỏ. Là cái người đó không có lỗi lầm gì hết, nhưng mà vì tôi ghét họ cho nên họ làm gì cũng sai, và luôn luôn là tôi dành cái phần xấu, phần dơ, phần hư, phần ít cho họ. Đó thì đó gọi là thiên vị vì ghét bỏ. Cái thứ ba là thiên vị vì si, có nghĩa là sao? Là vì cái tôi làm hành động theo cái dốt của tôi, hành động theo cái dốt. Cái gì tôi không biết tôi phải đi hỏi thầy, hỏi bạn, hỏi thì người khác. Còn đằng này tôi không có muốn làm gì đó. Tôi theo cái sức ngu của tôi mà tôi làm đổ vỡ, làm tự cao, càng gọi là nhiệt tâm mà cộng nhìn dốt nát nó bằng phá hoại đó. Tôi không muốn hỏi ai hết, tôi hành động theo cái hướng dốt của tôi hiểu sao tôi làm vậy. Mà lẽ ra mình phải có tham khảo, phải có tham khảo, phải có cân nhắc, phải có trao đổi. Không tham khảo, không trao đổi mà cứ hành động theo cái dốt của mình, gọi là hành động theo cái ngu. Cái thứ tư đó là phá gia cái tiết, là hành động theo cái sợ. Có nghĩa là lẽ ra đó là mình không có làm chuyện đó, nhưng mà vì mình sợ ai đó mình là cúi đầu trước bạo quyền, cúi đầu trước một cái sức mạnh nào đó bất chấp. Trong khi trong kinh ghi rất rõ, có những người có ba hướng hành động. Một là loka vipati giác, hành động là vì lấy đời làm trọng, lấy người khác làm trọng. Cái hướng thứ hai là appa vipati giác, là lấy cái cảm xúc bản thân làm trọng, làm nền. Cái thứ ba là dhamma vipati giác, là lấy pháp làm trọng, lấy pháp làm nền tảng hành động, không? Cơ sở hành động. Phải như vậy mới đúng, không? Còn qua cái hạng đó là lấy đời làm trọng cũng sai, lấy mình làm trọng cũng sai. Có những người họ coi dư luận là tất cả, có người lấy cảm xúc của bản thân là tất cả, nhưng mà cái hướng thứ ba Đức Phật mới khen, tức là không có cảm xúc bản thân cũng không có dư luận ai hết, mà mình phải xét nó có hợp đạo hay không, nó có đúng pháp hay không, làm gì có hại mình hại người hay không, làm như vậy có lợi mình lợi người hay không, có lợi mình lợi người mà đời này kiếm khác hay không. Phải cân nhắc cái là lợi hại mình người đời này kiếm khác nhé. Cái đó gọi là dhamma vipati giác. Còn có những người là lúc nào cũng dư luận hết, đi tu giáo lý không học, ráng kiếm được cái chùa làm trụ trì, lẽ nào cũng trường ra đó,
thì lâu ngày người tu lâu làm sư cụ lão làng à, tự nhiên người ta kính nể, người ta tới hỏi gì là nó không biết thì kỳ. Một là bài xích người khác, cái này rất là độc, bài xích người khác. Còn hai nó là dạy tầm bậy, rồi nó bỏ rồi mấy chục năm đi đi theo mình để chịu nổi không? Mà bởi vì mình chỉ sống mình lấy gì, lấy mình làm trọng, chỉ lấy bài cảm xúc bản thân, mặt mũi sĩ diện bản thân, hoặc là lấy đời làm trọng, tức là lấy cái dư luận ấy. Thấy dư luận người ta có vẻ coi trọng mấy cái ông mà có đạo tràng, có đệ tử, có đồ chúng thì thôi bây giờ mình cứ theo đó mình hành động. Còn cái dùng còn cái đời sau kiếp khác thì thông cảm thì miễn ha, cái đó là sống, cái đó là sống sống đời đó, phải sống, phải sống đạo nha. Rồi thì ở đây là có hai hạng hội chúng. Cái hạng thứ nhất là hạng gọi là cặn bã rác rưởi, là chỉ hành động theo cái cảm xúc bản thân, trong đó gồm có thích, ghét, sợ và dốt, đúng không? Cái hạng thứ hai là hội chúng tinh hoa, có nghĩa là chỉ lấy pháp làm trọng, chỉ lấy pháp làm trọng, cái này mới là tinh hoa. Cái này mấy người này họ có sơ sài cách mấy thì họ cũng là đá còn ngóc. Manh đá này có nghĩa là tinh hoa là cốt lõi, đá còn ngóc. Đá có ngọc là đá có ngọc. Còn cái thứ bình thường, cái thứ ngoài ra nó là đá xanh, đá không có lõi, đá không có ngọc, đá không có ngọc bên trong. Đá chỉ là đá, chỉ là mình đá, mình đá lót đường, đá xây dựng cầu đường nhà cửa, chứ đá nó không có giá trị. Mà trong cái đá kia đá có ngọc, mà cái loại mà cẩm thạch mà ngon làm loại màu lý mà không lõi, không tì vết, trong suốt, không nứt, không bọt rồi. Cái thứ đó là một viên mà ngón cái không là đủ đổi đời rồi nha. Còn cái thứ mà đá tào lao đó là đá không, không ngọc đó là xài được. Hội chúng tinh hoa là hội chúng mà sống và hành động lấy pháp làm trọng. Này ở đây cái chữ này không phải để đi đi đến tham, đi đến dục, đi đến sân, đi đến sợ, phải phải đi đến là chính là thiên vị, cái hướng sống và hành động không có bị lệ thuộc, không bị tác động, không bị ảnh hưởng bởi thương thích ghét sợ, mà lấy pháp làm trọng. Thì cái hội chúng này được gọi là hội chúng tinh hoa. Ngược lại cái tinh hoa chính là hội chúng cặn bã và rác rưởi, chúng không có lõi nha, này rất là quan trọng. Rồi tiếp theo, là cái gì đó, hội chúng tiếp theo là cái hội chúng có những hội chúng được huấn luyện, được đào tạo. Ốc ca chỉ cả quý ta là được huấn luyện, được đào tạo một cách vụng vụng về. No patipuchcha với ta không có được dạy phản biện, không được dạy. Puchcha là hỏi, patipuchcha là hỏi ngược, nghĩa là phản biện, có nghĩa là nó chim lòng cá chậu rồi. Chim lòng cá chậu đây không có phải nghĩa nhốt tù, mà nó có nghĩa là cúi đầu tùng phục vô điều kiện. Một ông thầy tốt ấy, là phải khuyến khích đệ tử phản biện. Các con có thương thầy bằng trời, thấy đời sống thầy kỳ kỳ hỏi, thế thầy giảng kỳ kỳ hỏi, không hiểu hỏi, không hiểu hỏi, mình hiểu mà mình thấy cái hiểu mình nó kỳ kỳ hỏi, thấy ông thầy ông nói kỳ kỳ hỏi. Đó là dạy phản biện Paribhuta với người ta. Còn hỏi chúng không được dạy phản biện, các con chỉ làm nô lệ cho thầy thôi, không chứ các con không nên là học trò, phải làm nô lệ cho thầy, bởi vì các con không được dạy phản biện. Thì các vị nghe cái đó là các vị thấy cái hội chúng nó thảm cỡ nào, thảm cỡ nào. Phải cho nó phản biện, phải bởi 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 phải bởi 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 cho nó phản biện. Một hội chúng mà gọi là chỉ được gọi là đào tạo để làm là thú nuôi thôi, thú cưng, gia súc gia cầm, chim lồng cá chậu, cấm phản biện, thì dầu cho hội chúng này thuộc về đời hay thuộc về đạo, sai. Hội chúng này mình phải lập tức lìa bỏ. Một cái đường lối, một cái ý thức hệ, một quan điểm chính trị, tôn giáo, văn hóa, triết học nào đi nữa mà cấm mình phản biện, đi lề lề trái là sai. Phải đi lề phải, đi một phe với nhau, đứa nào nhảy qua lề trái đứa là sai, là bị tấm liền là sai. Dầu về mặt chính trị tôn giáo phải cho phản biện thì nó mới khá được. Cha mẹ dạy con cái cũng phải cho con phản biện một cách lễ phép, đúng, phải có cái lễ phép đúng, nhưng phải cho nó phản biện. Này, cái thành công trong cái giáo dục gia đình Tây phương ở Mỹ là cha mẹ sẵn sàng ngồi xuống làm bạn với con, sẵn sàng, chứ không có màn giáo dục cái kiểu mà nước thác đổ xuống đầu. No, ngồi xuống lắng nghe và chia sẻ con nó nói, bởi vì nó cũng là con người mà, nó là con người, nó phải con thú, không, nó cũng có tư duy, nó cũng có tình cảm, nó cũng có đường hướng nhận thức của nó chứ, mà phải nghe nó, phải lắng nghe nó và cho phép nó phản biện, gợi ý nó, khích lệ nó phản biện một cách lễ phép dễ thương. Mà lễ phép là vô tu thêm chứ đúng là họ cũng không cần, nhẹ nhàng lịch sự, họ chú ý cái chữ nhẹ nhàng lịch sự, cho họ không có
cái khái niệm lễ pháp nó cũng hơi hơi bệnh, hơi bệnh, nhưng mà lịch sử có nghĩa là lễ, là đối với tôi hiểu đó, cái lễ phép lịch sử đây có nghĩa là mình luôn luôn mình cho đối phương cảm giác là họ được tôn trọng, đúng rồi. Còn cái kiểu, cái mỗi người có kiểu, cái kiểu bày tỏ khác nhau. Một trong những kiểu bậy nhất mà nhân loại nghĩ ra đó là người nhỏ khoanh tay cúi đầu trước người lớn, rất là kỳ, rất là kỳ. Khoanh tay trong rung, tôi biết nhiều người họ sẽ chống tôi, nhưng mà tôi nói thiệt, nó có trăm ngàn cách để bày tỏ cái lòng tôn kính, lòng tôn trọng đối phương, không có nhất thiết mà khoanh tay. Nó kỳ lắm, vì có nhiều đứa nó bé bé, nó lớp 5, lớp 7 mà nó khoanh tay tôi thấy kỳ rồi. Nó chỉ cúi đầu. Trẻ con Âu Mỹ, ai sống ở Âu Mỹ thì biết, trẻ con Âu Mỹ nó lịch sự lắm, nó lịch sự lắm, nó luôn luôn nó cho người đối diện biết rằng nó tôn trọng người ta. Nhưng mình hiểu qua cái cười, qua cái ánh mắt, qua cái giọng nói, qua cái chữ mình nó lựa chọn để nó dùng ấy. Đấy. Yes sir, no sir. Đó, luôn luôn cái chữ nó dùng, cái thái độ của nó, ánh mắt của nó, nụ cười của nó, giọng nói của nó, thấy không, là đủ rồi. Chứ có mắc cái gì mà cả một cái xã hội mà vô khung hết, cấm phản biện, được mọi người được được dạy là hãy khoanh tay cúi đầu là tôn trọng là sao, và có một dạo bây giờ không biết còn không. Những cái hình mình mà chụp sau 75 ấy, cái tầm mà thập niên 80 90, mắc cái giống giải gì mà mỗi lần cho mình tập thể là nguyên đám đứng nghiêng, là cái đường mặt ra cười. Nó rất là bệnh hoạn, nó rất là kinh tế mới, nó rất là bao cấp, mà cả bao nhiêu triệu dân. Mà bây giờ các vị làm ơn mở thì tôi có cái đợt album này, có ai làm ơn gửi tôi có cái hình đó, tôi mang ơn đời 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 các vị sống mãi trong sự nghiệp của Calama này, cho tôi xin cái hình đó. Nó đứng nguyên một cái đám đông khoảng chừng chục mười mấy em thế này, mà già cả bé trà già trẻ lớn, không biết chỉ cần biết đứng chục thì bắt đầu đứng nghiêng, mình nó đường trời đất bao la, không nó đứng nghiêng hết, nó đứng nghiêng hết, giống như đứng mình hàng rào kẽm gai vậy đó, nó sợ gai cuốn áo rồi sao, nó đứng nghiêng, sát vào nhau mới ghê chứ, đứng sát vào nhau giống như đang kéo co, đứng sát vào nhau nghiêng bên rồi đưa cái mặt ra, nó ngộ, nó giống như là thứ nhất là cái kiểu đứng nó e ấp giống như đứng kế hàng rào kẽm gai, thứ hai nó giống như bươm mà bị gió nó thổi bạc cái góc, nó ngộ. Đó là một xã hội cấm phản biện, tức là nó có nhiều cái nó lạ lắm, nó lạ lắm. Báo chí ngày nay chữ nghĩa sai sai rất là nhiều mà không ai dám lên tiếng, nó nhiều lắm. Ví dụ như người ta sai sai cái chữ nhược điểm và yếu điểm đó. Họ nghĩ nhược là yếu, rồi gọi là điểm yếu, rồi nhược điểm, rồi điểm yếu, ba chữ nào cái sai sai bét. Hoặc là những cái chữ như cưỡng hôn, tới bây giờ họ cũng vẫn hiểu chữ cưỡng hôn nghĩa là mình falsely kissing, không phải là mình hôn người ta, không thích gọi là cưỡng hôn. Mà cưỡng hôn là mình lấy người ta khi người ta không có muốn. Mà mắc cái chứng gì mà cả một xã hội mà nói ra thì buông nữa chống cái chửi, như cái hồi mà Covid ấy, nó kêu là giãn cách xã hội mà tôi không thấy ai lên tiếng gì đó. Cái chữ đó rất là kỳ, nó cực kỳ phản, gọi là anti linguistic, nó phản khoa học, nó phản ngôn ngữ học, nó phải là giãn chứ, giãn cách chứ, chữ giãn nó nằm đây, nếu mà đưa qua tiếng Hán thì nó nghĩa là gì, còn nếu mà đưa qua tiếng Việt là bậy. Bởi vì đưa tiếng Việt thì chỗ này đúng tiếng Việt luôn, trong khi giãn cách là sao, nếu mà muốn tiếng Việt mình xài hẳn cái chữ tách rời đi này, không à, cũng có cái mùi Hán Hán trong đó một chút à, nhưng mà ta để chữ giãn đúng là phải giãn chứ, giãn cách à, giãn giãn là rời đó ra à. Mà cả rừng người xài, mà bữa hôm tôi có ý kiến mà trời, nó buông lửa nó chửi tôi không còn nữa rồi, nó còn nói là thầy phải nghe kỹ là cái giọng nói của cái phát ngôn viên trên đài phát thanh viên để mới hiểu được, tụm lum nó mà ngộ lắm. Một cái xã hội cấm phản biện này thì trong đạo cũng vậy, trong đạo cũng vậy, ngoài đời cũng vậy. Một hội chúng ok ngon lành là phải được phép phản biện và được khích lệ phản biện đấy, nhớ không. Rồi đấy, tiếp theo là cái hội chúng này, cái hội chúng gọi là lấy pháp làm trọng và lấy cái tài vật làm trọng. Đấy. À, có những hội chúng là quẩn quanh là chỉ có cái chữ Amisá để nó không có phải là vật chất không đâu, mà nó có cả là danh, cái danh lợi, nói chung là thế 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 quyền, thế quyền thế lợi thì gọi chung là Amisá nha, chứ phải vật chất không, không phải cái gì mà sờ đụng ngửi nếm, không phải, mà nó bao gồm luôn cả cái thế quyền thế lợi, không? À, thế quyền thế lợi có nghĩa là chỉ đam mê cái gì thuộc về thế gian ấy, là Amisá. Amisá mà chữ này nó có nghĩa ghê lắm, nó có nghĩa là cái miếng mồi, bait, cái miếng mồi mà để câu cá. Đấy.
Có chỗ xài đủ gọi là lô cam bí, có chỗ xài amisa amisa có nghĩa là đam mê cái quyền lợi của thế gian, có nghĩa là cũng nghe rủ ngồi thiền, cũng giữ giới, cũng kinh hành, cũng bố thí, cũng khóa tu học, cũng đạo tràng, rồi trương bản biểu ngữ slogan rồi tùm lum hết, nhưng mà chốt là trong đó ai cũng muốn là mình nổi tiếng, được người ta biết, được danh, được lợi, có cái bỏ túi, có chút tơ hào vậy đó, chỉ đại khái mong toàn là chúng ta bậy không, rồi được người ta khen, rồi có nguyên đám đông đi chơi cho nó vui, rồi bày đàn để vui, thì đó gọi là cầu danh cầu lợi cầu vui, gom chung gọi là amisaguru, có nghĩa là chỉ coi trọng cái chuyện thấy cái niềm vui, cái quyền lợi của thế gian, mà trong khi nó phải hamagaru, có nghĩa là có đám chữ đông khi mà họp mặt nhau ấy, là làm sao để phát triển pháp học pháp hành, làm sao phát triển chánh niệm trí tuệ thiền định giới luật đấy, tam quý niềm tin đó. Thì cái này gọi là hamagaru. Còn một cái đám đông mà cũng tổ chức rần rộ rồi mặc đồng phục rồi vui cười líu lo mướn xe rồi đem mấy cái túi thiêu mấy cái chữ slogan của làng mai làng mốt rồi cái gì chánh niệm rồi mỉm cười rồi cái gì yêu thương rồi cái từ thiện rồi trà thiền rồi lập nhóm thù nhất các bạn, cái mà mặc đồng phục nữa rồi làm như cái nhóm tu hành mình nó cái nội dung không có, mục đích càng không, một hồi chúng như gọi là amisaguru, ngồi chúng nó không có đi về đâu hết, ngồi chúng nó mai này mà nó tan đàn xẻ nghé thì chỉ để là một con số không tròn vo mà tao chúng là luộc ăn được, cái trứng nó luộc nó tròn mà luộc ăn được, gọi này luộc ăn được nó ghê. Trong khi đó một cái hội chúng mà hamagaru là một hội chúng mà khi sáp vào nhau thì nâng đỡ tiếp bước hà hơi giúp sức cho nhau, bên Chúa nó còn có cái tiếp sức mà bên đạo Phật còn có, mình bên đạo Phật không có khái niệm tiếp sức, mặc dù là Đức Phật có dạy khái niệm tiếp sức đó là kalayana mất, có nghĩa là thiện hữu, thiện hữu là người có thể tiếp sức cho mình, nhưng mà đó là trong kinh điển cho vui thôi chứ mình thực tế không có, mình Phật giáo hôm nay không có khái niệm tiếp sức, có nghĩa là mình không có gặp nhau, mình không có hỗ trợ nhau, mình không có hỗ trợ nhau, mình chỉ đập đổ nhau thôi đấy, phải khái niệm tiếp xúc, phải có khái niệm tiếp sức và tiếp xúc nha. À, xin thưa tôi rất mực là cảm kích dấu yêu những vị mà chép bài mà chỗ như quý vị chép mà tôi nói tôi đọc đó, tôi vừa thương vừa hận, là thương chỗ trụ cho nó bỏ công nó chép, mà hận cái chỗ tại sao mà nó chép nó không có chịu tìm hiểu, nó vừa banh cái lỗ tai nó ra nó rửa lỗ tai nó ra cho kỹ, nhưng mà nó tiếp sức cái thế nào của đứa nó quýnh là tiếp xúc đặng chi nó đưa lên là người ta chửi tôi, người ta chửi cái người giảng ấy. Mẹ người ta khen hay quá là anh ăn hết, còn mà chửi là tôi ăn hết, đọc như vậy vừa thương vừa hận biết sao vậy, tình trường nó vậy vừa thương vừa hận rồi. Rồi cái hội chúng mà là coi nặng về pháp đó là cái hội chúng mà coi như là lấy cái pháp làm trọng, còn cái Amisaguru là cái hội chúng mà lấy đời làm trọng. Ok, cho tôi xin đoạn tiếp theo. Dạ rồi, cho nó mau mau chúng tôi chấp trà, bữa nay tôi giảng 1 tiếng rưỡi rồi nghe, tôi giảng 1 tiếng rưỡi rồi mà kể cho nó hết bài kinh chứ giờ mà cứ quay lại ngán quá. Thôi thôi thôi, ngưng 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 rồi, cái đoạn còn lại phải giảng rộng nó mới hay. Dạ, bỏ uổng lắm, giảng sơ uổng lắm. Dạ rồi, chúc các vị một ngày vui, nãy tôi vào trễ 10 phút thì bây giờ coi như là tôi giảng 1 tiếng 15 phút xong, chúc bà con một ngày vui và hẹn nhau Chủ nhật sau. Xin trang sư ạ. Xin đón chào quý vị ạ.